tên là Kim Anh, cái nhà em ở Long An. Dạ, em biết mình chuyển tới City từ hồi năm 2019 là sinh viên đầu tiên. Lúc đó là có chị của em giới thiệu của anh. Em chọn dịch vụ ở CH này cũng đây là lần thứ hai rồi. Cái đầu tiên em cũng ở đây, sinh ở đây, bé thứ hai cũng ở đây thì dịch vụ rất là ok. Dạ, tốt. Bé đầu em sinh thường, bé nhà em sinh thường. Dạ, không nào. Tốt. Em cũng cảm ơn ekip trong phòng mổ với bác sĩ Ngân Hà bệnh viện CH để giúp đỡ trong hành trình sinh con của em. Em thấy bệnh viện quốc tế City CH rất là tốt, dịch vụ rất là tốt. Nếu mà có mẹ bầu nào, mẹ bỉm sữa nào có nhu cầu sinh thêm em bé thì cứ tới CH.